một phần cũng là kinh tế khó khăn, hết nhậu đó, một phần cũng là sợ nồng độ cồn quá, hết nhậu. Quán xá rất là vắng. Thời các quán nhậu. Đoạn này trên bến Vân Đồn thì chúng ta thấy là cũng không có quá nhiều cái quán nhậu đâu. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ kém 15 phút tối ngày 3 tháng 12 năm 2023. Em đang đứng trên con đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ và ngã tư Nancy. Con đường Nguyễn Văn Cừ trước năm 75 này có tên là đường Cộng Hòa đó. Phía sau lưng chúng ta sẽ đi về ngã 6 Cộng Hòa. Chúng ta thấy là thời tiết hôm nay có gió đó. Cây đang đu đưa cành lá kìa và xe lạnh nha. Thời tiết mát mẻ quá, thích hợp cho việc đi nhậu. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối bình an, tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Xuất phát ở ngay cái vị trí này thì em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta chạy lên cầu Nguyễn Văn Cừ và đi về bến Vân Đồn. Lâu rồi em chưa đi về bến Vân Đồn, hôm nay xuất phát ở đây để mời cô bác anh chị đi dạo phố ở bến Vân Đồn vào lúc 9 giờ kém tối đi ha. Và cái đường đi của em sẽ là bến Vân Đồn nè, về Hoàng Diệu, về phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Chúng ta cập nhật một vài cái hình ảnh của cái khu phố ăn uống nhộn nhịp quận tư ngày hôm nay như thế nào. Và chắc đặc biệt là bến Vân Đồn em hầu như là ít khi đi, hôm nay đi ban đêm xem ở đó như thế nào nha. Bên phải thì chúng ta quẹo về chợ lớn quận 5, bên trái về chợ Bến Thành quận nhất, khu vực ngã tư Nancy xưa và nay nè. Chúng ta thấy là nó thay đổi hoàn toàn, không còn cái chợ nữa. Thay vào đó là những cái hàng quán cà phê Trung Nguyên bên trái của em đó. Lên cầu thì em đi nhanh một chút nha, không nó ảnh hưởng tới xe phía sau. Bên dưới cầu bên phải thì chúng ta ra Võ Văn Kiệt, tức là bến Hàm Tự đó, từ đó lên tới chợ lớn. Còn bên trái là từ về trung tâm Sài Gòn đó thì là bến Trương Dương. Rồi mời cô bác anh chị lên cầu, chúng ta sẽ đi xuống bến Vân Đồn theo cái cầu Nguyễn Văn Cừ này. Tối trời mát mẻ như thế này đi quay cũng rất là tuyệt vời á. Mát mẻ trong người. Thời gian trôi rất là nhanh, bây giờ chúng ta bước qua 3 tháng 12 rồi ha. Loay quay tới Noel liền giờ. Rồi tới Tết Tây luôn. Theo như em thấy, bến Vân Đồn thì nó cũng không phải là một cái vị trí có quá nhiều quán nhậu đông đúc nhộn nhịp. Nhưng mà đối với quận 4 thì ngày hôm nay khu bến Vân Đồn cũng là một cái khu cực kỳ là đắt đỏ. Ở đây là chúng ta sẽ quẹo xuống bến Vân Đồn nè, thay vì đi thẳng là chúng ta xuống Dương Bát Trạc quận 8 nha. Đây có cái đường nhánh đi xuống phố đêm của Sài Gòn đó. Cô bác anh chị thấy là nhộn nhịp không? Nhộn nhịp ăn nhậu, vui chơi. Người thì đi ra trung tâm Sài Gòn ngắm đèn Giáng sinh, người thì đi ăn nhậu ở các cái bến như bến Vân Đồn, Vĩnh Khánh. Người thì chợ người yêu đi vòng vòng hít thở khói bụi Sài Gòn. Đây là khu vực Cù Lao Huyện Kiệu đó cô bác anh chị. Bên phải của em là cái khu Cù Lao Huyện Kiệu, nó đã bị giải tỏa rồi nha, nhưng mà chưa có làm gì thôi.
đang để nguyên nè, chỗ này rung quá ha. Rồi em chạy nhanh chút xíu chỗ này để thoát ra khỏi cái đường nhỏ này, nhiều người chạy xe phía sau, mình chạy cà rề quá thì không ổn. Ở đây là cái cầu Nguyễn Kiệu này. Đây là cầu Nguyễn Kiệu, bắt đầu ở đây thì chúng ta chạy cà rề được rồi đó. Lâu lâu lắm rồi em mới đi ban đêm á, mà mới đi giờ này luôn á. Nói chung bé càng ngày nó cũng càng lớn rồi, nó theo cái công thức, cái khoảng thời gian cố định rồi mình cũng dễ thở hơn, nó ít quậy hơn. Lại quay trở lại với những cái con đường lang thang buổi tối để gửi đến cô bác anh chị trên kênh Bến Vân Đồn. Hướng đi về cầu Khánh Hội. Ở đây có cái trung tâm hội nghị tiệc cưới Riverside Place đó. Tiệc cưới ha, tiệc cưới bây giờ đi ăn ra là có người đứng chờ đo nồng độ cồn rồi đó. Tiệc cưới ha, ngày hôm nay đi ăn cưới về là chuẩn bị bọc theo nhiều nhiều tiền chút xíu. Các nhà hàng tiệc cưới bây giờ họ đang còn rầu lắm, khách giờ người ta không có uống bia vô nhiều như ngày trước nữa nên rầu lắm. Đoạn này thì các cái chung cư, nói chung là cũng dạng chung cư cao cấp á, đắt tiền ở đây đó, nên là khu này nó hơi tối. TNT Plaza này đó, không phải TNT, TNL. Quán cà phê, quán cà phê vỉa hè như thế này cũng hay để ngồi hít khói bụi đó. Mấy cái quán xá là bây giờ y như nhau, quán nhậu á y như nhau, không bao nhiêu người ăn uống nữa. Rồi ở đây thì chúng ta tới con đường Nguyễn Khoái nha, chúng ta qua khỏi Nguyễn Khoái này lên cầu Dừa. Bên phải thì chúng ta quẹo về đường Tôn Thất Thuyết. Hết thời các quán nhậu. Đoạn này trên Bến Vân Đồn thì chúng ta thấy là cũng không có quá nhiều cái quán nhậu đâu. Có cái đoạn sau, đoạn từ Khánh Hội trở về dưới đường Khánh Hội trở về cầu Khánh Hội đó, thì em thấy là có vẻ cũng có nhiều quán hơn. Đây có một vài quán Hương Lan định, mấy quán nhậu lặt vặt ở ngoài đường ha, khách trên lầu á. Khu vực này là xóm cầu Dừa nha. Ở bên phải của em ở đây là cái cầu Dừa cũ này đó, còn đi ở ngoài là cái cầu Dừa mới. Đôi khi chạy phố xá vào ban đêm như thế này cũng hay, chúng ta thấy là trên cầu có luôn cả người lấy cái bố ra đây ngủ đó, trùm cái khăn ngủ như vậy thôi. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, mọi người có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau,
người thì ăn không hết, kệ thì lần không ra, khổ vậy đó. Ở đây có cái khu nhà nước mắm Liên Thành, khu nhà rất là đẹp, bây giờ người ta còn cho chụp hình nữa cô bác anh chị. Đó, tối lên đèn đẹp ha. Đây là đình Vĩnh Hội nha. À, ngay cái vị trí này chúng ta tới con đường Khánh Hội. Đường Khánh Hội ở phải là lên cầu Kinh Tẻ luôn. Em sẽ đi thẳng. Đi thẳng cho hết cái đường Bến Văn Đồn này. Đây là quán nhậu ở Bến Văn Đồn. Cũng anh chị thấy vắng tanh chưa? Khách cửa đâu có đâu. Bến Văn Đồn có mấy cái nhà cũ đẹp lắm đó, người ta làm lại này, người ta sửa lại này. Đây là quán cà phê ha, Highland Coffee đó, đẹp quá trời. Đó, quán nhậu tới bến có giữ xe miễn phí. Tới bến chưa? Không biết là đã tới bến chưa nhưng mà em thấy cũng đông lắm nha. Đó. Còn bên này thì Sài Gòn chiêu, chiêu quá trời luôn mà không có khách ha, cũng buồn. Vắng quá trời vắng. Đây, ở nhà thờ Vĩnh Hội đây. Bên trong có đèn led chạy đẹp quá. Rồi cho mấy anh chị nhìn lại một chút nhà thờ Vĩnh Hội, rồi em sẽ băng qua cái cầu này là cầu Ông Lạnh đó. Cặp cầu Ông Lạnh vào phải là vào Hoàng Diệu rồi. Không biết cái khu phố ốc Vĩnh Khánh như thế nào. Mời cô bác anh chị đi hết con đường Bến Văn Đồn này luôn rồi em vào phố Vĩnh Khánh nha. Cơm tấm đêm, người ta nướng sườn đó, than nướng sườn đó. Ở đây thì em thấy là chắc không cần đi hết phố Vĩnh Khánh đâu. Không cần đi hết Bến Văn Đồn đâu. Cái góc phía dưới này thì hầu như là không có quán nhậu. Đây là con đường Nguyễn Hữu Hào đó, nhưng mà em sẽ chạy đi một đoạn nữa cho trọn vẹn một chút cái con đường này, bởi vì đôi khi cô bác anh chị cũng muốn xem lại cái con đường Bến Văn Đồn này về đêm nó như thế nào. Chứ đúng ra quẹo đường Nguyễn Hữu Hào vô thì cũng vui, vô cái khu Hoàng Diệu đó. Đây, nhà hàng Nguyên gì đây. Thì như có bác anh chị thấy là hình như là không có ai luôn, không? Teo luôn. Quán xá rất là vắng.
Đây là cầu Cao Mét. Cầu Cao Mét bên phải là vào cái phố Ốc. Em sẽ chạy về Hoàng Diệu đi. Ở đây chúng ta quẹo phải vào cũng được nè. Đường Đoạn Văn Bơ, tức là Đỗ Thành Nhân đó. Xuống dưới kia là cầu Móng. Đây, một vài quán nhậu góc góc này thì cũng có khách ha. Em đi qua khỏi cầu Cao Mét nha, và đi về con đường ngay chỗ đối diện cầu Móng á, con đường gì em quên mất tiêu rồi. Đặng Trần Côn hả? Không phải, Đặng Trần Côn là bên phía ngã 6 Phù Đổng. Đường gì đó để em nhớ lại coi, quên mất tiêu. Đây là bệnh viện quận 4. Con đường bên phải của bệnh viện quận 4 là con đường Lê Quốc Hưng này nha, về hướng của, hay là em đi Lê Quốc Hưng đi, đây đi Lê Quốc Hưng đó, về hướng Hoàng Diệu. Không biết có đường một chiều không, không có đường một chiều đâu, nó là hai chiều. Khu bệnh viện quận 4 này về Hoàng Diệu vô chợ Sấm Chiếu đó, em sẽ đi đường Lê Quốc Hưng này. Trời, con đường này buổi tối nó vắng quá ha. Lần đầu tiên đi cái con đường Lê Quốc Hưng này vào lần đầu tiên đoạn đi đoạn này luôn á cô bác anh chị. Em ít khi đi cái đoạn bên này lắm, thường đi Lê Quốc Hưng bên chợ Sấm Chiếu mà. Đó, đoạn này trời ơi nó vắng tanh luôn, không khác lạ luôn. Đó, ra đây là chúng ta ra Hoàng Diệu. Xem thử coi quán xá bên này như thế nào. Vào khu ốc Vĩnh Khánh đi, Vĩnh Khánh đi. Mời các anh chị chạy vào khu ốc Vĩnh Khánh nha. Đây là con đường Hoàng Diệu, bên trái chạy ra đường Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay, tức là đường Trịnh Thế ngày xưa. Còn bên phải thì chạy về hướng của đường Khánh Hội, hết đường là về Khánh Hội. Bên tay phải là chúng ta lên cầu Cao Mét về hướng chợ Dân Sinh nha. Bên trái là con đường Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân năm xưa, nhưng mà giờ nó được một chiều rồi, không có quẹo trái được. Ở đây có cơm tấm Hồng Cao Mét nè, có khói nghi ngút bốc lên cao á. Rồi, mời cô bác anh chị đi hướng về phố Ốc. Chúng ta đi ngang qua cái khu vực cơm tấm Hồng Cao Mét. Đông, lúc nào cũng đông lúc như thế này. Thậm chí mà sớm hơn là còn đông hơn rồi đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái quán vỉa hè nha. Bên trái em là vào khu đường 20 Thước. Mấy cái khu phố ăn vặt thì không có liên quan gì tới bia rượu hết, chỉ có mấy quán nhậu thôi. Khu Vĩnh Khánh, khu Hoàng Diệu này buổi tối cũng rất là nhiều người vô gia cư luôn. Thiệt sự á, các bạn chị sẽ thấy đang ngồi la liệt bên các cái vỉa hè, các cái khu máy hiên nhà, rác rến gì quá trời. Đây là khu điện máy Chợ Lớn ha, siêu thị nội thất và điện máy Chợ Lớn. Ngày hôm nay thì các cái
thương hiệu siêu thị điện máy nó cạnh tranh nhau rất là dữ dội luôn. Ở bên trái em là phố ẩm thực, em sẽ xin nhanh trái quẹo luôn. Nó đường Vĩnh Khánh đây, có ẩm thực nha. Đây, chúng ta cập nhật một chút cái cổng chào đó, phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Heineken, bia Tiger rồi quảng cáo quá trời luôn. À, bây giờ không ai uống bia nữa đâu, sợ lắm. À, ở đây có chỗ giữ xe bên phải của em này à. Giữ xe hơi luôn nha, chứ không phải là giữ xe máy không đâu, giữ xe hơi luôn. Quan xa bây giờ nó ế ra ốc khoát này, không có khách luôn. Các anh chị thấy ghê không? Em chạy một vòng thử coi và nó như thế nào. Cái quán xá bây giờ thấy vắng quá. Đó, trái của em này, các quán ốc hầu như là bàn trống ghế trống rất là nhiều. Ghế quá trời ghế luôn ha. Quán nào đông thì vui quán đấy thôi, còn quán nào ế thì thôi cũng rầu. Đó, khách cứ không có đâu trơn khỏi. Nhiều quán là ghế trống như thế này, các anh chị thấy không? Bên trái em cũng nhiều lắm á, nhưng mà chạy một bên này thì nó hơi xa, các anh chị khó thấy. Tối chủ nhật nhưng mà rất là điều hiu luôn, không có quán nào mà có lấp đầy được hết trơn cái trời á. Đó, ghế này quá trời, có ai chị thấy không? Tôi là karaoke, xin làm người xa lạ đang liên tiếp Trần Tôn Nam trên YouTube. Con ốc bên phải của em là nghỉ luôn, không có bán không, cái quán này không có bán này, có anh chị thấy không? Đó, còn quán bên trái đây là ốc muối, sườn muối ớt, sườn muối ớt. Đó, quán vắng như vậy luôn á. Khách cửa luôn. Có gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi đó. Anh hát bài đúng tâm trạng của phố ốc dạo này luôn, rồi héo teo. Có gì đeo đâu em, tháng ngày vui trôi qua mất rồi. Thôi thì cũng ráng thôi, cầm cự qua tháng này khó khăn. Trời ơi, miên man bàn ghế ha. Biết sao. Miên man bàn ghế ha. Mấy chú đi bán hàng rong dưới này cũng ế theo luôn. Đó, khách cứa ít thì mấy chú bán cũng được ít, đâu có bán được nhiều được. Bến Văn Đồn cũng vậy mà phố ốc cũng vậy, phố ốc Vĩnh Khánh cũng ế quá trời. Đó, giờ mở karaoke hát cho vui thôi. Thế thôi,
nó đi một dọc qua con phố thì có các anh chị có thể thấy là tình hình nó bi đát như nhau, không có khác gì cả. Một phần cũng là kinh tế khó khăn, hết nhậu đó, một phần cũng là sợ nồng độ cồn quá, hết nhậu. Ở đây thì chúng ta đi cuối đường về đường Tôn Đản nha. Tôn Đản thì là nó không có quán nhậu, nó chỉ có các cái đồ ăn vặt vỉa hè là thôi. Yeah, đó quán này, quán mà tối ngày chủ nhật là nghỉ bán luôn đó. Bây giờ người ta không thèm bán luôn đó cô bác anh chị thấy không? Nãy giờ em chạy là trên con đường này tới 2-3 quán người ta không mở bán buổi tối ngày chủ nhật. Còn lại những cái quán khác thì bàn ghế nằm chậm chơ chờ khách. Ốc, mấy quán ốc này chủ yếu nước mía không ạ nha. Ở đây thì bên trái ra đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thuế, còn bên phải là đi về đường Tôn Thất Thuyết. Em cũng quẹo trái bên tay phải luôn đi, chạy chút xíu nữa. Đây là cái phố ăn uống, phố ăn uống Tôn Đản. Quận Tư bây giờ nổi tiếng những cái phố ẩm thực, những cái khu ẩm thực ăn uống. Chúng ta có Tôn Đản, Xóm Chiếu, khu 200, khu Hoàng Diệu, khu chợ Xóm Chiếu, cô bác anh chị và đường Xóm Chiếu khác nhau. Rất là nhộn nhịp luôn, nhiều quán ăn. Kể từ sau mùa dịch thì bắt đầu nó vắng bớt. Và bây giờ thêm phố Vĩnh Khánh nữa, người ta cũng sợ mắc nồng độ cồn cho nên người ta không có nhậu nhiều. Phố xá nó vắng hơn. Mì xá xíu sự cạo hành thánh, ăn đêm nhiều quá, quá trời đồ ăn luôn. Em mà tầm khoảng 7 giờ 8 giờ là không ăn nữa. Ăn như vậy tối rất là khó ngủ, không quen. Bún bò thổ đá. Trà chanh dạ tây 18.000. Đây có cái trend mới trà chanh dạ tây. Dạ cả vỏ uống đắng ghét là sao uống được, em chưa uống bao giờ. Cái được tưởng tượng cái vỏ bỏ vô giả nát cả hộp cả vỏ ra sao uống. Đó, ốc ngọc 20.000, ốc là ốc mang đi không có ngồi ăn đâu. Đó, các cái xe ốc, các cái quán này người ta mua đông quá ha. Hò lá lốt, nem nướng. Đó. Cơm gà Hải Nam. Có một đoạn Tôn Đản thôi mà cô bác anh chị thấy quá trời nhộn nhịp. Em chạy hết Tôn Đản này luôn rồi sẽ dừng các clip tại quán ốc. Mấy quán ốc nó làm mini thôi. Có cái xe đẩy nó khoảng chừng mười mấy loại ốc ở trển thôi. Vậy mà bán quá trời á cô bác anh chị thấy không? Đây là con đường, hình như là con đường Vịnh Hội á, con đường này nè. Đó, con đường Vịnh Hội nè. Chạy ra lại con đường Khánh Hội. Em sẽ đi thẳng luôn cho ra tới con đường Tôn Thất Thuyết luôn. Và cũng là cái vị trí em sẽ tạm ngưng cái clip.
tối nhiều đồ ăn quá, ai mà chưa ăn tối hoặc là ăn ít giờ này đi về đói chết thèm. Bắt đầu xuống hướng Tôn Thất Thuyết thì nó sẽ vắng vẻ hơn. Giờ 9 giờ mấy nè, người ta cũng bắt đầu chuẩn bị dọn tiệm. Từ bây giờ cho tới cuối năm, nghe đâu là đo liên tục, lập chốt đo liên tục một chốt như vậy á hả, 20 người đó, chốt chặn đầu này đầu kia để khỏi quay đầu nữa, rồi một ca như vậy thay thế nhau 20 người đó, rất là nhiều cái thông tin đó. Ban ngày á vẫn bắt, nhưng mà sắp tới em nghĩ là ban ngày người ta cũng sẽ điều chỉnh lại á, chứ ban ngày bắt quá trời, đi làm người dân đi làm cũng không nổi, tại vì cô bác anh chị thấy là uống bia buổi tối sáng ngày vẫn có nồng độ cồn trong máu vẫn còn, nhưng mà người ta không có đến nỗi mất kiểm soát để tông xe đâu. Tối ngủ qua một đêm vậy thì nói chung là đi làm nó hơi uể oải thôi, chứ còn không có mất kiểm soát giống như mới uống xong. Thành ra là đo buổi sáng đo ban ngày mà gắt như ban đêm thì thật ra em thấy ở cái vấn đề này cũng cần phải xem lại. Đấy, bên trái là đường Tôn Thất Thuyết này chạy về cầu Thanh Thuận, còn bên phải đường Tôn Thất Thuyết này thì chạy hướng về cầu Khánh Hội, cầu Kinh Tẻ chứ, em xin lỗi, cầu Kinh Tẻ. Đó, cái chỗ này là cái chợ Long Kiện, bến đò Long Kiện ngày xưa. Đo ban ngày thấy cũng căng đi, có nhiều ông ban ngày vẫn bị phạt quá trời luôn, tại vì vẫn còn nồng độ cồn là bị phạt thôi, đâu có giới hạn mức bao nhiêu đâu, cứ dính là phạt. Bây giờ tốt nhất là đừng uống. Uống rồi thì chấp nhận. Một vài cái hình ảnh như vậy về cái khu quận 4, về con đường bến Vân Đồn và khu Tôn Thất Thuyết. Hy vọng là cô bác anh chị có cái dịp nhìn lại những cái hình ảnh kỷ niệm, cũng như là cập nhật cái không khí về đêm, các quán nhậu ngày hôm nay nó như thế nào trong cái giai đoạn cuối năm. Đúng lý ra những cái năm trước là uống dữ lắm á, những cái giai đoạn cuối năm này là chén chú chén anh, chia tay rồi nghỉ Tết rồi này kia kia nọ nhiều lắm, nhìn thậm chí giờ bị mất việc đuổi việc cũng ra chia tay nữa. Vui cũng uống, buồn cũng uống, bình thường cũng uống. thời điểm này nó rất là đông, nhưng mà về năm nay thì chúng ta thấy là lập chốt nồng độ cồn nhiều quá, mấy anh sợ quéo hết rồi, không có anh nào nhậu nhiều nữa đâu. Các con phố ăn uống của các anh chị thấy là bóng tanh thôi, thì được cái này mất cái kia. Đây là cầu Kinh Tẻ, con đường Khánh Hội bên máy tay phải của em đó, và em cũng xin được tạm dừng cái clip ở đây nha. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn luôn luôn nhiều niềm vui, bình an và thật là nhiều sức khỏe. Nếu mà ví dụ mà có đi nhậu thì thôi bắt xe ôm chắc ăn nhất. Rồi em xin tạm dừng cái clip ở đây, em quẹo phải cái con đường ở chỗ khu chung cư này để lên cầu Kinh Tẻ đi về thôi. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.